Trước giờ chưa từng có chuyện anh tỉnh dậy mà cô gái ngủ bên cạnh mình lại biến mất như vậy đó. Hay cứ nghĩ tới là lại cảm thấy buồn. Xin lỗi anh, em cần thời gian suy nghĩ kỹ càng. Nghĩ cái gì? Em vẫn chưa muốn từ bỏ Phong Đằng hay sao? Trịnh Kỳ, em thích Phong Đằng 12 năm rồi. Thời gian này em cũng từng thử yêu, nhưng mà em biết người em yêu thật lòng là Phong Đằng. 12 năm thực sự rất dài. Cho tới khi sáng hôm đó em tỉnh dậy trong vòng tay của anh thì phát hiện mình không thích Phong Đằng nữa. Trong lòng thấy hoang mang lắm. Ý em là em phát hiện ra không còn thích Phong Đằng nữa mà đã thích anh nên thấy hoang mang, có đúng không? Em không chắc chắn. Em không chắc cái gì chứ? Em không biết tại sao là em đã yêu một người trong suốt 12 năm, sau đó đột nhiên chỉ qua một buổi tối đã yêu người khác rồi. Cho dù em khẳng định bây giờ không còn thích Phong Đằng nữa, em cũng không thể chắc chắn người em yêu hiện tại là anh được. Em xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Em nói có lý mà. Chúng ta nên nghĩ lại những chuyện xảy ra buổi tối hôm đó. Lúc đầu em với Phong Đằng cãi nhau một trận, buổi chiều thì chúng ta vui vẻ lại. Sau đó chúng ta gặp một đám lưu manh và anh bị thương vì em. Buổi chiều hôm đó xảy ra nhiều chuyện cứ như trong phim vậy đó. Em có cảm giác giống như là mình đang trôi dạt trên biển lớn không có điểm dừng. Và giờ thì muốn... Nguyên Lệ Trữ, hiện giờ anh chỉ cần biết một chuyện thôi. Không, là hai chuyện. Thứ nhất, em có biết anh rất thích em hay không hả? Em biết chứ. Vậy thì em có thích anh hay không? Em không biết. Bây giờ có em... hay không? Có. Nhưng mà không phải bây giờ, vì em chưa quên anh ấy. Đối với hai chúng ta đều không công bằng. Anh biết rồi. Lệ Trữ, anh có thể đợi em, nhưng cho em biết anh không đợi lâu được đâu. Em phải nghĩ thật thông suốt đó. Sam, Sam, Sam lại đến đây. Em trốn gì? Không sợ Trừ Lưu hả? Không sợ, em nghĩ phép mà. Đã thấy đỡ hơn chưa? Khỏe nhiều rồi, cũng không còn sốt nữa. Vết thương cũng bớt sưng hơn. Bác sĩ nói là không có gì nguy hiểm anh đâu. Anh hỏi em đó. Em hả? Em rất khỏe mà. Thật không? Vậy lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm ông nội. Tiểu Trương. Dạ. Lái xe đến đây, lát nữa tôi đến bệnh viện. Dạ. Em có chuyện gì sao? Dạ đâu có, đâu có. Để em gọi điện thoại cho mẹ đã. Rồi điện để làm gì? Chuyện của chúng ta em vẫn chưa nói cho gia đình biết. Là chuyện gì? Thật ra cũng không có gì, chỉ là ông nội đang bệnh không tiện nói ra. Liệu liệu mới chia tay nên thời điểm cũng không tốt. Không được, lý do nghe gượng ép quá. Vì Tí Sam Sam, ba mẹ em đến sao không nói cho anh biết? Tại vì ba mẹ em đến sau khi anh ra nước ngoài mà. Vậy còn chuyện ông nội bị bệnh, tại sao em cũng không nói cho anh biết? Anh đi họp ở nước ngoài, em sợ làm phiền anh.
Có phải em cảm thấy tình cảm của chúng ta không chắc chắn, sớm muộn gì cũng chia tay? Hay là do anh không xứng đáng làm người yêu của em? Chúng ta quen nhau làm em thấy xấu hổ lắm sao? Em cảm thấy tình cảm của chúng ta không chắc chắn, sớm muộn gì cũng phải chia tay. Hay là do anh không xứng đáng làm người yêu của em? Mình vẫn không thể nói ra được. Tại sao vậy? Thật ra lúc này mình có rất nhiều cơ hội để nói với ba mẹ về Phong Đằng mà. Không lẽ mình thực sự giống như lời Phong Đằng nói, trong tiềm thức luôn cho rằng mình và anh ấy sẽ chia tay? Cho nên sau khi yêu nhau, mình không dám đến phòng làm gì anh ấy ăn cơm nữa, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí không dám nói với người nhà. Chỉ có lần mời Song Nghi và Liễu Liễu ăn cơm mới nói. Nếu không phải do Phong Đàn nhắc đến, chắc mình cũng không nghĩ tới. Người ta giấu người yêu vì người ta không thể công khai, nhưng mình giấu người yêu lại là gì? Hơi tiếc Sam Sam, Phong Đàn đối với mày là thật lòng mà quan tâm mày như vậy, tại sao trong thâm tâm mày lại cho rằng nhất định sẽ chia tay vậy hả? Sao có thể trách mình không có suy nghĩ đó chứ? Nhất là làm ở một tập đoàn lớn, mỗi một thay đổi nhỏ đều bị soi mói kỹ càng, bị mọi người xét nét. Ai cũng theo sát mọi hành động của mình. Ai mà không ganh ghét khi mình với Phong Đằng yêu nhau? Nhưng mình có thể trách họ sao? Nếu như mình yêu một trợ lý ngang hàng thì không nói, nhưng đây lại là chủ tịch. Trên thực tế đây là một chuyện hoàn toàn quan đường. Nhỏ bé như mình nên giữ lại chút tỉnh táo, đối mặt thực tế, không nên mơ mộng hão huyền. Mắc công người ta nói là mình đĩa đeo chân hạt. Phải đó, lúc trước chúng ta chênh lệch nhau nhiều như vậy, anh có biết là tôi cần bao nhiêu nghị lực để vượt qua không hả? Anh có biết tôi phải nhìn ánh mắt bao nhiêu người không? Anh không biết gì hết mà lại còn giận hơn tôi là sao chứ? Anh nghĩ tôi thoải mái lắm hả? Phong Đằng à, tại sao em lại nghĩ nhất định sẽ chia tay? Vì em sợ sau khi chia tay sẽ đau khổ lắm. Cả nhà ăn cơm thôi. Lệ Trữ đâu? Cô ấy nói là không được khỏe. Lát nữa em sẽ nhờ đầu bếp nấu cháo cho cô ấy là được rồi. Ăn cơm đi. Hai người cứ ăn trước, để đi xem sao. Bộ ở công ty có chuyện gì sao anh? Có gì đâu. À, chắc mới từ Anh Quốc trở về nên đồng hồ sinh học chưa quen thôi. Ồ, mà không phải, chắc ở anh đã xảy ra chuyện gì rồi đó. Ba người cùng đi nhưng lại tách riêng nhau mà về, nhất định là chuyện không tốt rồi.
Mời vào. Anh vào được không? Dạ. Lúc ở Anh Quốc, đúng ra anh không nên nổi nóng với em. Xin lỗi nha. Anh không cần phải xin lỗi, vì em cũng không định sẽ xin lỗi. Đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ những việc em đã làm, mỗi câu mà em nói ở Anh Quốc ngày hôm đó. Những lời em nói ngày hôm đó không phải là do nóng giận, là những lời em giữ ở trong lòng từ lâu. Em biết anh từ nhỏ, anh đi đâu em theo đó. Bạn gái nào của anh em cũng từng gặp qua. Tuy anh không bao giờ hiểu được lòng của em, nhưng mà em vẫn chọn ở bên cạnh anh, vì em có thể thấy một ngày nào đó anh sẽ chú ý tới em, và anh sẽ biết được em nghĩ gì. Lệ Trữ, cuốn Gatsby vĩ đại mà em tặng anh hồi học đại học, anh đã đọc xong rồi. Vậy tại sao lại nói là anh chưa đọc cuốn sách đó? Đọc hay chưa không quan trọng, quan trọng là anh luôn xem em như một đứa em gái. Anh biết là em không hài lòng với Sam Sam, nhưng cô ấy là bạn gái của anh, là lựa chọn của anh. Em biết là không ai có thể làm lung lay lựa chọn của anh được. Thực ra bao lâu nay em chỉ cần anh cho em một câu trả lời thật rõ ràng thôi. Chỉ cần như vậy. Cho nên cảm ơn anh đã thẳng thắn nói chuyện với em, đã thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình. Anh muốn hỏi em một điều này. Có phải những người con gái ở bên cạnh anh đều cảm thấy rất mệt mỏi và khổ sở hay không? Anh đang nói tới Sam Sam hả? Cô ấy đã rất cố gắng. Tuy không giỏi lắm, nhưng mà hình như cô ấy còn cố gắng hơn em nữa. Phụ nữ chúng em phải thật nỗ lực mới có thể xứng với người đàn ông hoàn hảo như anh. Anh không hề hoàn hảo, và anh cũng chưa từng nghĩ người yêu của mình phải thật hoàn hảo. Anh chỉ hy vọng cô ấy luôn được vui vẻ, không cần phải có áp lực lớn như vậy. Hoàn toàn có thể dựa vào anh. Áp lực của Sam Sam em biết nhiều cũng có thể hiểu được, bởi vì trước kia em cũng như vậy. Nhưng mà Sam Sam có một trái tim mạnh mẽ, em tin là cô ấy sẽ vượt qua được. Cảm ơn em. Cảm ơn vì tất cả những gì em đã làm. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời bị đàn ông từ chối. Được rồi, bây giờ xuống ăn cơm được chưa?
ăn trễ sẽ không tốt đâu. Ta đi thôi. Mẹ, như vậy là sao? Ông được xuất viện. Ông nội của con đó cứ một mực đòi xuất viện về. Lúc nãy bác sĩ tới khám nói có thể xuất viện rồi. Ông cứ hối bà mẹ thu dọn đồ đạc, còn bắt mẹ gọi hai đứa tới đây nữa đó. Ông à, ông đã khỏe hẳn chưa vậy? Không còn ở thêm vài ngày nữa sao? Bác sĩ nói ông khỏe rồi, ở đây làm gì nữa? Về thôi. Đúng đó, ở đây đâu phải là khách sạn sang trọng ở lại để làm cái gì. Tuy nhà cô Phong rất tiện nghi thoải mái, nhưng mà bác với mẹ cháu Dưỡng phải ở trong bệnh viện nhỏ xíu này. Theo bác á, thà cứ để cho ông nội về nhà nghỉ ngơi vậy còn tốt hơn. Nè Liễu Liễu, con á với Sam Sam làm thủ tục xuất viện đi nha. Hôm nay là thứ bảy, nếu không làm á phải chờ đến thứ hai lận đó, phải không? Đi đi nhanh lên. Dạ, đi đi nhanh dạ lên. Dạ được, vậy chúng ta đi thôi. Xong rồi ba, nè đi đi, đi, đi nè, chuẩn bị xong rồi chưa? Con đỡ ba nha. Có gì không đó? Con không sao đâu mẹ. Đúng là nhanh thiệt ha, đến nơi rồi hả? Cuối cùng cũng đến nơi. Ba, để con cầm phụ cho. Được rồi, con cầm cái này đi. Dạ. Một cái thôi được rồi. Đi thôi ba. Ba khỏe chưa? Con gái à, lần này không có thời gian dùng cơm với con với Thừa Hạo, để lần sau đi nha hả? Mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới làm Thừa Hạo hồi tâm chuyển ý đó. Con nên sửa đổi tính tình một chút đi nha. Mẹ nói thiệt, mẹ cũng không muốn nhờ giả người ta ba lần bốn lượt như vậy. Con cũng đâu có muốn cả đời này phải lấy chồng làm tài xế đâu, đúng không? Không chịu nghe lời mẹ thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được hả? Nè ngoan, ngoan đi ha. Được rồi mà mẹ, con biết rồi. Mẹ không phải lo chuyện của con với Thừa Hạo nữa. Mọi người đi đường cẩn thận. Khi về tới nhà chăm sóc tốt cho ông nội nha. Được rồi. Ba, con đã mua giấy giường nằm rồi nè. Sức khỏe của ông cũng không tốt, mọi người đi đường chú ý cẩn thận nha. Được rồi, con cứ yên tâm đi. Mọi người sẽ chăm sóc ông thật chu đáo mà. Dạ. Sau khi về nhà mẹ sẽ gọi điện thoại cho con ha. Sam Sam à. Dạ. Hôm qua bà thấy bản tên của con không bình thường, phía trên là số điện thoại của ai vậy? Cái bản tên đó của con, tại vì cái bản tên trước làm bằng giấy, cho nên nó không chắc chắn, rất dễ mất. Cho nên con nhờ bạn làm giúp một cái khác đó ba. Phía trên là số của Liễu Liễu, chị ấy cũng ở Thượng Hải, tiện thể chăm sóc lẫn nhau. Là số điện thoại của Liễu Liễu, có phải không? Dạ phải. Sam Sam mà, thật ra con vẫn còn trẻ, đừng nên quá gấp gáp chuyện gì hết. Dù cho cả đời con không lấy chồng, bà mẹ cũng không ghét bỏ con đâu. Được rồi, ra ngoài làm việc, quan trọng nhất là phải chăm sóc bản thân cho tốt. Có biết chưa, chuyện tình cảm thì cứ tùy duyên thôi, đừng có nôn nóng. Bà lo nhất là con ở bên ngoài bị người ta lừa đó. Thân mình là con gái, cẩn thận vẫn hơn con à. Ba yên tâm đi mà, con đâu có phải là con nít đâu, sẽ tự biết cẩn thận mà. Ba yên tâm đi. Có lẽ bây giờ mình nên nói với ba là mình đã gặp một người đàn ông tốt. Trời ơi, có phải là không gặp mặt nữa đâu, chia ly sướt mướt là cái gì không biết nữa. Còn hai phút nữa đi là tao chạy được, kìa nhanh lên. Tạm biệt con nha Sam Sam. Gái tạm biệt đi nha. Mọi người đi đường cẩn thận nha. Con tạm biệt Sam sức khỏe Sam nha. Tạm biệt ba mẹ. Dạ tạm biệt ông. Sam Sam à, mình thấy Phong Đặng không đến bệnh viện thăm ông lần nào hết, toàn là để Tiểu Trương với thư ký tới không à. Chẳng lẽ anh ta biết cậu chưa nói với người nhà chuyện hai người yêu nhau sao? Điều đáng nói là anh ấy còn nổi giận với mình. Nổi giận hả? Sao lại đến mức đó?